iPhone 11 Pro Max các bạn nhé. Hiện tại bây giờ rẻ lắm, máy có thể dùng ấy. Thì các bạn chỉ cần chuẩn bị loanh quanh 10 triệu là các bạn có thể sở hữu được chiếc máy này rồi. Còn nếu trả góp thì các bạn chỉ cần khoảng 2 triệu là các bạn có thể mua được một chiếc máy này rồi. Hiện tại bên mình đang bán phiên bản 64GB loanh quanh 10 triệu, còn 256GB đắt hơn triệu rưỡi khoảng 2 triệu. Đó, các bạn cần mua thì gọi qua bên mình nhé, 170 lấy chay. Cô mình trực tiếp số điện thoại vào dưới video này. Ở đây mình đang nói là hàng zin nhá. Main zin này, vỏ zin này, màn hình zin này. Nhiều khi phải thay pin thôi. Đó. Nhưng mà đa phần là không phải thay pin đâu, nhưng không phải thay pin ấy, thì pin của nó chỉ tầm khoảng 8 đến 9 lít thôi các bạn nhé. Còn nếu các bạn mà mua mà pin 100% pin thì mình nói thật là bên mình thay pin rồi. Nhưng mà tất cả khác đều zin. Ok, các bạn cần mua điện thoại, mình nhắc lại là các bạn qua 170 lấy chay hoặc các bạn comment số điện thoại vào dưới video này nhá.